Chào đón quý vị với Bạt Ngàn Loa Âm Ly. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị rất nhiều clip âm ly rồi, loa rồi. Kìa, loa to, loa nhỏ, chất kín, chất đầy. Đấy, khắp đây. Các bác đợi em khui dần. Đợi em khui dần. Đợi em khui dần. Được chưa? Khui dần cho các bác luôn. Kín, Bạt Ngàn luôn. Nó nắng quá rồi, đến đây nghỉ thôi. Giới thiệu đến quý vị lô loa tiếp theo. Để nguyên bụi cam, chưa một lần lau một vết nào. Để nguyên bụi cam luôn cho nó nhanh. Lấy khăn này. Bắt đầu giới thiệu đến quý vị 4 đôi loa còn nguyên bụi cam, cho quý vị biết nó chất như thế nào. Chứ còn đã tuốt đã lau rồi thì không có giá trị đâu. Với con Infinity, con này 3 bát, vỏ màu vàng. Nhưng nhớ nha, nó bị cớn một chút góc này. Các bác nhìn cớn góc đây chưa? Là đi vận chuyển bị cớn như này. Cái này thật ra là nếu mà đúng ý, là để em dán cái miếng tem bảo hành hay tem gì vào em là nó lấp thôi. Nhưng em báo như thế. Chính vì cái đấy mà giá của nó 4,5 triệu. Cho bay cho nhanh các bác nhé. Cái đấy thì các bác làm đơn giản. Cái cớn này về các bác lau thôi. Các bác ấy đi, nó chả ảnh hưởng gì cả. Thật ra là e căng này chụp vào rồi độ kín ấy. Nhưng mà vẫn phải báo. Báo cho nhanh, 4,5 triệu. Con Infinity Bat 20 chung đây. Tép đom. Được chưa? Về phía dưới thùng vách phía sau của nó đây cũng như vậy. Và Infinity này nó có tên của nó đây bác ạ. Infinity System cái gì đây. Tên này. 4,5 triệu. Thùng vách rất đẹp, chiều cao xem nào. 1 2 3 chiều cao trên 50, chiều ngang 25. Chiều sâu xem nào. Sâu 22. Cả e căng nó phải 245. Giá 4,5 triệu con Infinity này, nó Infinity. Tiếp tục sang với con loa cổ tiếp theo. Phải gọi là em phải gọi là nó là loa cổ cho quý vị nhìn thấy chưa? Này. Loa cổ đấy. Quý vị thích để lưới mút thì lưới mút, không thích lưới mút thì về quý vị đóng cái căng ra, các bác thợ mộc đóng cho cái khung 200.000, căng lưới của vải của mình vào, thích màu gì là một đấy, đơn giản lắm. Cái đấy thì nó đơn giản. Đây quan trọng là loa này. Nó còn đẹp như mới. Nhìn như này là biết dòng loa châu Âu như nào rồi. Đấy, này các bác nhìn này. Ui. Loa đấy, đây, chung của nó cũng thích chưa? Bọn này chưa được viết bụi nó vào. Đấy. Còn đây tép của nó, em tép của nó trên này, tép đỏ đây. Con này có lỗ thông hơi đấy quý vị ạ. Dòng có lỗ thông hơi này, bát không phải đùa. Em nó bát 30. Đây em vén ra cho quý vị nhìn. Còn nguyên cái lưới của nó thì kệ nó thôi. Bát 30. Chung giấy. Em đo đây. Chưa? Bắt đầu gọi thông cảm nhé, đang quay bài thì không thể nghe được. Chưa? Con này bát 30 chung giấy thấp giấy. Quý vị giật mình với cái giá này, 6,9 triệu. Không nhanh thì không có loại đường loa nào đâu. Loa Mỹ, loa châu Âu mà giá này thì các bác không nhanh không đến lượt, em nói luôn nhá. Quý vị mua con loa Nhật hàng đều đều nhá, bét bét mấy hàng kia nữa. Còn loa Mỹ giá này các bác không nhanh không đến lượt. Chiều ngang của nó này 1 này, 2 chiều ngang nó 38. Chiều cao này 1 này, 2 3, chiều cao 60. Đôi loa Mỹ này để em ra đằng sau đây. Đằng sau nó là dòng loa cổ, nó có hai ốc vít này, các bác nhớ hộ em nhé. Vít nó bị mất cái logo đây rồi, nhưng nó là dòng loa cổ, loa châu Âu, loa Mỹ hết rồi, không phải nghĩ. Nó có chữ top này, tờ OP này, top. Hoặc là các bác nhớ hộ em là con loa này nó có tấm lưới e căng dán vải đây nhá, dán vải trắng này cho em. Loa xịn luôn đấy, bao xịn bao zin cho bác, loa chất luôn đấy. 6,9 triệu. Quá chất. Ăn nhau ở cái chất ý. Chứ còn có đẹp đến mấy mà không có chất thì không giải quyết gì. Loa cổ Mỹ, được chưa? Đây cái sọc kẻ của nó vào đây. 6,9 triệu với lại loa châu Âu, loa Mỹ mà lại 6,9 triệu. Tiếp theo sang đấy ra. Còn loa tiếp theo nữa quý vị nhìn này. 7,9 triệu một con loa cột như thế này. Phải nói là đấy. Đây bình thường em mở một bên của nó đây, bên này của nó bịt tất như thế này. Em mở cho các bác nhìn này. Một bát này, một bát 25 đến 27 cơ. Quay nghiêng là tí cho các bác nhìn bát cho thích, không lại bảo dấu dấu diếm diếm. Đây. Cái chỗ này là không phải màu trắng trắng, đây là ánh nắng nó xuyên qua lá đấy. Con này là bát 27 chứ không phải 25. Thử găng tay xem nào. 25. 27. Này, độ đàn hồi con bát này đánh này rất lực rồi, quá lực, có ai nhìn thì biết. Lỗ thông hơi. Ở phía trong này của em nó là có một khoang. Con tép này là con tép điện các bác ạ. Em nhìn như là con tép điện hai chiều luôn ý. Này, đây một chiều. Ở đây lại một chiều. Con tép điện này hai chiều thì nó mới có lỗ hắt hơi đây.
Đây quý vị nhìn hộ em nhé, con tép điện này em nghĩ là 100%, nó trăm chưa mở đâu, nhưng mà nhìn theo thiết kế đây, đây một viền hắt ra đằng trước và đằng này lại có một cái giống hệt như thế hắt đằng này, nó là con tép điện này, tép điện đây, bên này cũng vậy đấy, đúng rồi, đây quý vị nhìn thấy giải điện này, nhìn chưa, nó là con tép điện. À, một tép hất vừng trước, một tép hất vừng sau thì phải các bác ơi. Nhưng em không muốn cậy nữa, bởi vì nó còn zin khung thì không muốn cậy cho bác xe, cậy ra là nhiều không thích. Đấy. À, đôi loa này có giá là 7.9 triệu. 7.9 triệu nhé các bác, chiều nghe em đo là kích thước này, chiều ngang này 1 này, chiều ngang của em nó 30 này. Chiều ngang 30 này. Chiều sâu thì chắc chắn cũng là 30 rồi. Còn chiều cao này, chiều cao lý tưởng đấy. Những cái này nhá, chiều cao này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, chiều cao nó tầm khoảng độ 98 phân. 98 phân. Còn về thông số đằng sau đây, nó có tem mác đằng sau hết để cho quý vị nhìn. Đúng rồi, con này là tép hất 2 chiều bác ơi, tép điện. Đây, một chiều quay đây. Đây, đây có một chiều hất ra. Đây, về đằng sau của nó đây, model của nó đây là Sericsson. Model là Sericsson 2005. Hàng made in USA, loa của Mỹ xịn luôn. Made in USA, loa Mỹ xịn. Được chưa? Nó bị xịn luôn. Đây tất cả giấy cắp tab pro của nó còn nguyên đây, Sericsson 2005 đây. Đấy, đây là tất cả giới thiệu với em nó. Bác nào cần chi tiết hơn thì về đọc tham khảo. Con này có giá là 7.9 triệu. Một mức giá phải nói là quá bèo các bạn. Cần loa là loa cần chất ấy. Chứ còn cái thùng loa mà các bác muốn đẹp ấy, phút mốt gặp bác thợ mộc thì bác cho đẹp keng luôn. Ví dụ như những cái này hơi bụi bụi này, này đấy em cào này, bác thấy nó ra bụi chưa? Các bác về lấy cái bàn chải của mình ấy để khô chà này, chà nó bật hết bụi về đen nhánh luôn. Đấy, con này có giá là 7.9 triệu, em đã ghi giá đây rồi, 7.9 triệu. Tiếp tục sang tiếp với đôi loa cổ tiếp theo, các bác nhìn em, con chung của nó lý tưởng luôn. Về con loa này thì hai con loa, tất cả bao nhiêu dòng loa từ trước giờ thì bán đấy. Em chỉ chê là lẽ ra tại sao con này nó không làm cái e căng cho nó gỗ nó đẹp thì nó làm e căng kiểu này đấy. Đấy em chê, em chê cái điểm này của nó này, e căng kiểu này. Cái thứ hai là cái màu gỗ của nó thì nó lại làm cái màu nó không được sáng, gỗ sáng lắm, nó là cái màu gỗ vân gỗ nó sáng ra tí nó thích. Còn con này chính con này vậy. Con này mẹ loa tép điện thì nó tép điện rất là đẹp như thế mà tại sao nó không làm trần nó ra để cho nó cái vân gỗ nó nổi. Loa nó nổi nó hoành tráng. Tự nhiên nó lại bịt xung quanh này. Xong đằng tép này nó cho hết ra đây. Đằng tép này nó mở cái khoang này, nó cũng chả hiểu. Đấy, con này có cái điểm nó lại dở chỗ đấy. Nhưng mà cái gì thế thôi, đó nó vẫn là Mỹ. Thì đấy là theo nhà thiết kế. Còn về đấy con này thì nó là dòng loa cổ. Thì mỗi một dòng loa nó có một cái ấy dở khác nhau. À, nó có một cái điểm ưu và cái ưu việt khác nhau. À, tại sao là ưu việt? Bởi vì là nói quý vị là người ta có thể thiết kế về chất lượng rất là tốt, người ta lo về chất lượng tốt, nhưng mà về cái hình thức thì người ta không để ý lắm. Nhưng chính vì vậy nên là có nhiều đôi loa nó sẽ bị quên những cái vấn đề làm đẹp hình thức. Đôi này là đôi loa cổ, e căng có đầy đủ đây, e căng có đầy đủ ạ nhé. Đôi loa cổ thiết kế với lại một bát 30, một bát 30. Những dòng này thì côn rất là sâu, dòng này côn quá là sâu. Bát 30, màng giấy gân vải tẩm dầu, chung giấy, là chung giấy. Đây, còn con tép của em nó đây, thiết kế nó rất là đặc biệt, dòng tép nó quá đặc biệt. Đấy, về tên của nó em nó đây, tên của em nó là con SR20, SR20, chưa? Đúng rồi, SR20. Quý vị nào cần biết chi tiết thì hãy tham khảo gõ vào Google tìm hiểu thêm về dòng loa này giúp em. Chứ em cũng không có thời gian nói chi tiết nhiều lắm đâu. SR20. À đây. À, về phía dưới của nó có hai nút tinh chỉnh cho chung và tép. Chung và tép. Em đọc từ nó nhanh, chung và tép. Con loa này trở kháng 8 ôm đầu vào. Con loa này có hai đường vào, một là hai đường gài dây loa của mình gài thẳng vào đây, âm và dương, hai là cắm dây AV. Yeah. Đấy. Còn về loa thì không thể chê được rồi, không chê được rồi. À, và đôi loa này có giá rẻ giật mình cho quý vị tiếp tục với những dòng loa như thế này, loa châu Âu, loa Mỹ này. 6.800.000. Này, 6.8 triệu, 6.800.000. À, cái chiều ngang của loa này, 1 này, 2 này. Chiều ngang của nó khoảng độ hơn 33, hơn 30 phân, nó tầm 34-35 phân. Chiều ngang. Về chiều sâu này, chiều sâu nó tầm 30. Và chiều cao luôn này,
1, 2, 3 chiều cao 60. Đó là toàn bộ clip em vừa giới thiệu đến quý vị đôi loa cổ tiếp theo. Những dòng loa này thì quý vị nghe thấy 6 triệu mấy một đôi loa châu Âu, loa Mỹ như này thì không có mấy đâu các bác ạ. Bắt đầu nhanh tay. Còn về hình thức thì các bác làm đơn giản. Ví dụ như là hình thức các bác bảo ôi về cái màu vân gỗ này nó tối quá thì các bác thích thì các bác đánh vec ni lên nó lên ngay, nó về màu ngay. Cái đấy thì làm trong tầm tay. Còn ăn nhau nó ở cái này này. Loa cổ loa bãi nó ăn nhau ở cái này và cái này này. Chất của nó. Chứ cái vỏ thì đơn giản lắm các bác ạ. Vỏ thì gặp bác thợ mộc một nửa ngày thì nó lên tiên luôn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.